Hello mọi người, mình là Đạt Tình Đăng Phương. Hôm nay là thứ bảy. Như mọi người đều thấy là mình đang ở nhà. Và nhìn xuống đường đó là mình không có thấy nhiều người đi ngoài đường. Các bạn có thấy không? Tại sao? Tại vì từ hôm qua, bắt đầu từ hôm qua là nhà nước của Pháp đó, cấm mọi người ra ngoài đường. Nếu mà ra ngoài đường á, là phải có giấy phép. Những người đi làm á, thì là phải có giấy phép chứng nhận là của công ty có việc làm là cho phép đi làm. Còn có đi chợ này kia là cũng được, đi khám bác sĩ này kia cũng được, tới thăm gia đình á, thì cũng ok, cũng được. Mà cho đi vòng vòng ở ngoài là chỉ một tiếng đồng hồ, và xung quanh vòng á, chỉ được một cây số thôi, không có đi nhiều hơn đó. Hôm nay mình chắc là mình sẽ ở nhà và làm mấy cái clip ở nhà này ha, ở đây. Hôm nay thì trời nó cũng quảm, cũng ok, cũng có một tí nắng. Hồi nãy nắng thì rất đẹp, giờ cái trời xuống này. Hôm nay mình được cũng 13 độ đó. Hồi nãy mình đi vòng vòng đây cũng ít người ra ngoài đường, tuy là thứ bảy, chứ mọi người nhớ là thứ bảy chủ nhật là đông người, người ta đi xe cũng nhiều lắm ha. Các bạn thấy không? Đó, ở dưới đường ha, chả có bóng người nào hết. Có một người mới đi ngang, cái là bà này mới đi chợ hay đi đâu về, ít xe. Tuy là bữa nay là thứ bảy và trời cũng không có mưa gì mấy mà cũng ít người đó. Cây thì mọi người thấy là vàng hết rồi ha, rụng cũng rất là nhiều. Đáng lẽ hôm nay mình đi vô cái chỗ kia quay cho các bạn coi cái Satoguchi, mà chắc là không được rồi quá. Giờ cho mình ra ngoài chỉ có một tiếng đồng hồ, ra ngoài một tiếng đồng hồ làm sao mình quay được hết tất cả trong cái lâu đài đó được, cho nên là mình phải đành ở nhà thôi, ngắm cảnh dưới đường thôi, không có ai hết luôn. Tiệm xá này kia người ta đóng cửa khá nhiều luôn. Nếu mà mình nói chung là ở Sari này nó rất là nhiều chỗ mình có thể đi tham quan. Nếu mà các bạn có cơ hội ghé chơi thì mình sẽ hứa là mình sẽ dẫn ít là một ngày đi cho nó đã luôn. Mà đi mình nghĩ nha, tại vì ở đây là có chỗ đi bộ, có chạy bộ, đi mình đi bộ đi mệt luôn nha. Còn mấy là mình có xe đạp, mình đạp xe đạp được, mình lấy xe đạp đi nguyên một vòng luôn xe xe này rất là vui. Mùa hè nha, đừng có mùa đông nha, hay là mùa thu bị mưa. Hôm nay là mình quyết định là mình ở nhà rồi ha, hồi nãy mình có nói rồi, cho nên là mình sẽ lấy là mấy cái clip mà mấy tuần trước hay mấy tháng trước thì đó mình đi vòng vòng ở Sari, mình thấy nó hay hay, cái mình giữ lại để mà mình cho mọi người coi. Cho nên một chút xíu nữa là mình sẽ làm cái clip lên, xong rồi cái mình quay cho mấy mình để lên mấy cái chỗ mà mình đi á, cái chỗ nào đẹp hay là này kia, nó cũng có rất là nhiều chỗ đẹp lắm cho mọi người xem. Thật sự là ở bên Pháp nó cũng có rất là nhiều lịch sử, cũng hay. Ok, vậy là giờ mình lạnh ha, giờ mình vô trong nhà mình làm cái clip cho mọi người coi nha. Ok, cái gì mình nói sao, bye bye. Le Château de Grouchy nằm ở bên Pháp, ở vùng Vandoise, thành phố Oni nha các bạn. Lâu đài này đã xây dựng từ giữa thế kỷ 17 đến giữa thế kỷ 18 mới xong. Ngày chính xác thì mình đã không có. Cho nên là hôm nay mình quyết định là mình ở nhà, không có ra ngoài. Có thể chút xíu ghé nhà Phúc ăn cơm, nhưng mà mình chỉ có được một tiếng thôi, đi ra ngoài thôi. Đó. Lá vàng hết ha mọi người. Bên Pháp mùa này đáng lẽ là phải lạnh và mưa nhiều hơn. Trong mấy năm nay trái đất nó bị hơi nóng lên lại á. Cho nên tới mùa này ấm chứ không có lạnh gì mấy, cũng được.
Wow, mọi người thấy không? Mình chỉ vô làm có 1 tiếng, 2 tiếng thôi à. Trở ra thấy trời mưa rồi. Giờ này là 5 giờ mấy. Xe hơi nhiều. Người ta giờ này chắc là người ta đi chợ hay là người ta ra mua đồ ăn này kia. Ở trên kia một bầy chim quá trời luôn. Hồi nãy đông, hồi nãy nhiều lắm, bên kia chìm quá trời luôn. Rồi mấy con chim này nó ưa xuống cái lỗ này nè, nó trốn ở dưới đó, đó có thể mấy bầy nó đang xuống. Ok, bây giờ là chiều rồi, wow, chìm quá trời luôn. Chiều rồi, giờ mình chạy qua bên kia mình kiếm ăn đi. Ủa sao mưa mà sao chim nó quá trời luôn ta? Giờ này là chắc là người ta đi ra ngoài nè, đi chợ là đi mua đồ ăn đó, cho nên mình thấy xe nhiều. Đối với hồi nãy trời nắng chang chang và đẹp mà không có nhiều người, giờ thì trời mưa thì xe hơi nhiều. Ok rồi, một chút xíu nữa là mình sẽ đăng clip lên nha các bạn. Mình làm xong, gần xong rồi. Giờ mình có mấy cái giờ cuối nha. Ra đây chiếu một chút xíu. Các bạn thấy không, mình vô mình làm có chút xíu rồi. Ra là trời đã thay đổi liền hết chưa. Trời mưa quá trời luôn. 5 giờ chiều người ta ra nhiều hơn một chút xíu để đi chợ. Người ta ra nhiều hơn một chút xíu để đi chợ mua đồ ăn rồi này kia. Thường thường weekend là người Pháp họ ít ở nhà mà họ làm đồ ăn lắm. Nhiều lúc họ là đi ra ngoài ăn restaurant, ăn nhà hàng rồi kia. Cho nên mình có thể là thấy là nhiều người ra ngoài để đi mua đồ. Kỳ này là chỉ là mua đồ là đem về nhà ăn thôi. Ok rồi, vậy mình xin tạm dừng đây ha. Rồi có gì mình sẽ hẹn clip sau nha. Cảm ơn mọi người đã xem và đăng ký like và comment nhiều. Mình cần nhiều nhất là comment, tại vì như có nhiều người nói comment là cái clip của mình hơi dài. Mình đúng, cái clip mình hơi bị dài, khi nào mình làm ngắn lên chút xíu, đăng hình nhiều chút xíu, tại vì mình đi ra ngoài cũng được. Có nhiều người nói là giọng nói của mình rất vui vui. Ok, mình không biết cái giọng của mình sao, chứ mình từ đó giờ mình nói chuyện như vậy thôi. Thôi giờ lạnh nữa ha, xin phép hẹn lại mọi người clip sau nha. Cảm ơn nhiều nha mọi người coi clip của mình. Bye bye. Từ hồi chiều cho tới bây giờ, đây là cảnh của mùa thu nha các bạn, trong mùa dịch. Mọi người đều có ở dưới đường hết, cái đám đó là không chịu về nhà, đứng từ nãy giờ. Tối thì mình ở đây mình thấy rất là đẹp ha mọi người, và ít người hơn. Chứ thường thường thứ bảy ở đây là đông lắm luôn, vì ở dưới này rất là có nhiều cái restaurant, nhà hàng. Các bạn thấy không, đẹp ha. Ok thôi, vậy này là cái này làm cảnh mình cho thêm thôi nha. Ok vậy, bye bye.